Xin chào các bạn, tôi Điền đây. Chào mừng các bạn trở lại với video của tôi ngày hôm nay. Và các bạn thấy tôi đang ngồi ở một quán cà phê ở Singapore. Các bạn có thể nhìn thấy đằng kia chính là Marina Sunway, chính là MBS, là một trong những địa điểm mà du lịch rất nổi tiếng ở Singapore. Và khi du khách đến đây thì hầu hết người ta sẽ đến du khách sẽ đến đây thăm Marina Sunway, Merlion là tháp đài phun nước sư tử. Đó, và ngoài ra thì mọi người thăm thú có thể thăm thú xung quanh đây một số địa điểm du lịch khác, nhưng đặc trưng nhất chính là hai địa điểm này. Và nhân tiện tôi ngồi đây và tôi suy nghĩ về một cái chủ đề mà tôi thấy khá thú vị và muốn chia sẻ với các bạn, nhưng có lẽ là tôi sẽ xoay chiều này một chút, bởi vì như vậy ánh sáng sẽ sáng hơn, nó dễ nhìn hơn, đúng không ạ? Tôi sẽ quay đây. Ở đây là một khách sạn. Các bạn thấy đây là một khách sạn Fullerton ở khu vực Merlion, đài phun nước sư tử. Ok, hướng này thì các bạn nhìn sẽ rõ hơn, đúng không ạ? Rồi. Và tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái chủ đề là tiếng Anh của người Singapore. Tại sao tôi lại chia sẻ cái chủ đề này? Bởi vì là chính bản thân tôi đã sang Singapore. Lần này là lần thứ 6 rồi. Và tôi mới cảm thấy là đôi lúc có những cái từ, có những cái lần giao tiếp mà tôi không thể hiểu được người Singapore, người ta đang nói cái gì đó. Và cái tình huống là gì? Khi một người du lịch, một người du khách hay bản thân tôi cũng thế, khi tôi đến Singapore để đi du lịch hoặc đi làm việc, thì các bạn đôi lúc khi các bạn làm việc với nhà hàng, khách sạn hay các bạn đi mua sắm bên ngoài hay thậm chí ở văn phòng, thì các bạn cũng sẽ đều gặp những cái sự bối rối hay những cái khó khăn nhất định trong việc giao tiếp tiếng Anh với người Singapore. Và nói về tiếng Anh của người Singapore thì hầu hết mọi người ở đây, kể cả người Singapore và lẫn khách du lịch, người ta đều biết ở Singapore có một thứ tiếng Anh gọi là Singlish, the English Singlish, đúng không ạ? Singlish tức là tiếng Anh của người Singapore đó. Và hôm nay thì tôi sẽ giải thích cho các bạn về cái nguyên nhân cũng như là những cái một số thông tin thú vị, một số điều thú vị về tiếng Anh của người Singapore, và tôi sẽ giải thích cho các bạn chi tiết trong cái phần video này. Và trước hết tôi muốn chỉ cho các bạn là tại sao người Singapore, tiếng Anh Singapore lại rất khó hiểu, hay là khi các bạn đến Singapore thì đôi lúc các bạn giao tiếp các bạn sẽ thấy tiếng Anh của người Singapore sẽ hơi khó hiểu, đúng không ạ? Có hai nguyên nhân chính mà tôi muốn giới thiệu với các bạn. Nguyên nhân thứ nhất đó là đất nước Singapore là một đất nước đa văn hóa, đa ngôn ngữ, đa sắc tộc. Và do vậy cái ngôn ngữ của người Singapore cũng là một ngôn ngữ pha tạp. Tiếng Anh của người Singapore là một cái thể loại tiếng Anh mà được kết hợp giữa tiếng Trung Quốc, hay còn gọi tiếng Quan Thoại, tiếng Malaysia và tiếng Anh, tất nhiên rồi, có cả tiếng Anh nữa, đúng không ạ? Và ngoài ra thì có pha trộn với những cái thứ tiếng khác, nhưng mà sự pha trộn chính là giữa tiếng Malaysia, Trung Quốc và tiếng Anh. Đó là cái cách mà để chúng ta có thể dễ mường tượng nhất. Vậy thì tôi sẽ lấy một ví dụ để cho các bạn có thể dễ hiểu hơn. Ví dụ như khi các bạn nói chuyện với một người Singapore, thì một tình huống nào đó các bạn sẽ thấy họ nói từ Kopi o siu tai. Thế thì từ Kopi o là xuất phát từ ngôn ngữ của người Malaysia, Kopi o có nghĩa là cà phê đen, và siu tai có nghĩa là ít đường. Như vậy khi người ta nói là Kopi o siu tai có nghĩa là cà phê đen ít đường đó. Thì đó là người ta đã sử dụng tiếng Malaysia kết hợp với tiếng Anh để giao tiếp với các bạn. Vậy thì khi họ giao tiếp, họ kết hợp như vậy thì các bạn sẽ khó phát hiện hơn. Nếu lần đầu tiên các bạn nghe thì các bạn sẽ không thể phân biệt được rằng đó là tiếng Anh kiểu gì, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ tôi nói cho các bạn biết đó là tiếng Anh kiểu Singlish, là tiếng Anh của người Singapore. Đó, như vậy thì đối với cái nguyên nhân này thì để các bạn có thể làm quen được với nó thì chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là các bạn giao tiếp thường xuyên họ, tiếp cận thường xuyên họ để coi họ, người ta hay kết hợp từ gì với từ gì
thì chúng ta mới có thể viết được. Đó. Còn nếu mà chúng ta tiếp xúc với họ khi mới đầu thì các bạn sẽ khó có thể là phát hiện ra được. Đó. Và cái nguyên nhân thứ hai đó là cái phát âm của người Singapore bị biến dạng, bị sai khác một chút so với tiếng Anh chuẩn mực. Đó, so với tiếng Anh chuẩn mực thì nó sai khác một chút. Ví dụ như khi người ta phát âm cái từ này thì chắc các bạn biết từ child care, tức là chăm sóc trẻ em, đúng không ạ? Thế thì một số người Singapore sẽ phát âm cái từ này là child care, nhất là những người mà lớn tuổi thì người ta có xu hướng phát âm như vậy. Thế thì nói thêm cho các bạn biết là từ child care là một cái trung tâm hay một cái nơi để giữ trẻ. Các bậc cha mẹ khi mà đi làm vào buổi sáng, cha mẹ người Singapore họ đi làm buổi sáng và người ta sẽ gửi con của họ ở đây. Và sau giờ tan văn phòng thì người ta sẽ đến đó, người ta đón con trở về với gia đình. Cái này thì tương đối giống của Việt Nam chúng ta, đúng không ạ? Tương đối là giống như chúng ta hay gửi đến preschool hoặc là đến các trường mẫu giáo dành cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Đó, đúng không ạ? Thì sau đó thì chúng ta cũng đưa đi đón về giống như người Singapore vậy. Nhưng cái tôi muốn nói với các bạn đó là từ chào kê. Tôi tin chắc rằng khi các bạn nghe từ này các bạn sẽ không biết được rằng đó là từ gì. Đó. Không biết được từ đó là từ gì, đúng không ạ? Nhưng khi các bạn tiếp cận người ta với người Singapore, với những người bản địa ở đây thì chúng ta sẽ quen và chúng ta sẽ biết cách sử dụng. Đó. Thế thì đó là cái nguyên nhân thứ hai, đó là khi mà người Singapore người ta sử dụng tiếng Anh chuẩn mực thì người ta biến dạng một chút và làm chúng ta khó hiểu hơn về cái phát âm của họ. Đó. Tuy nhiên là dần dần nếu chúng ta tiếp cận nhiều thì chúng ta cũng sẽ quen và hoàn toàn không có vấn đề gì. Rồi, và như vậy thì tiếng Anh của người Singapore vậy sẽ tồn tại hai loại tiếng Anh là tiếng Anh chuẩn mực và tiếng Anh của người Singapore, tức là Singlish. Hai loại đó. Tiếng Anh chuẩn mực của người Singapore thì đương nhiên là tiếng Anh chuẩn mực rồi, và nó thường được sử dụng ở những nơi như văn phòng, công sở, cơ quan nhà nước, hay khi chúng ta gặp khách hàng lần đầu tiên thì chúng ta đều sử dụng cái ngôn ngữ chuẩn mực là ngôn ngữ tiếng Anh đó. Và tất nhiên là khi chúng ta gặp khách hàng lần đầu tiên thì chúng ta cũng sẽ sử dụng tiếng Anh chuẩn mực. Ở các trường học thì ở Singapore, ở các trường học thì tiếng Anh chính là ngôn ngữ chính của người Singapore, của các bạn sinh viên Singapore khi người ta học, khi học tại trường đại học đó. Và thứ hai là Singlish thì được sử dụng ở các nơi công cộng, ở khắp mọi nơi. Các bạn có thể thấy là Singlish được áp dụng ở khắp mọi nơi, như ở khi các bạn gặp tài xế taxi, ở nhà hàng, thậm chí ở cả khách sạn các bạn cũng sẽ thấy, cả khách sạn cũng thấy, tuy nhiên là ít hơn. Và các bạn có thể thấy ở các chợ búa thì các bạn sẽ thường xuyên thấy là kiểu tiếng Anh Singlish trên đường phố cũng vậy đó. Thế thì một người Singapore được gọi là có giáo dục và có địa vị xã hội, là người có thể kết hợp cả hai thứ ngôn ngữ này, tức là tiếng Anh chuẩn mực và tiếng Anh Singlish. Khi mà họ làm việc trong cái môi trường văn phòng, những nơi trang trọng thì người ta sẽ sử dụng tiếng Anh chuẩn mực. Còn khi người ta nói chuyện ở các nơi thông thường công cộng thì người ta vẫn có thể sử dụng tiếng Anh Singlish. Như vậy đó là một người mà được coi là có giáo dục và có giáo dục và có địa vị xã hội khi biết sử dụng cả hai cái thứ tiếng Anh này. Đó. Thế thì tôi chia sẻ với các bạn điều này bởi vì để cho các bạn có thể hiểu hơn được rằng tiếng Anh của người Singapore thực sự là thế nào. Tuy nhiên thì các bạn nhìn tổng thể các bạn sẽ thấy là tiếng Anh là một đất nước mà sử dụng, là Singapore là một đất nước mà sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh là chính. Và các bạn thấy tiếng Anh của người Singapore về cơ bản họ là người cũng sử dụng tiếng Anh ở khắp mọi nơi, ngôn ngữ chính là tiếng Anh đó. Vậy thì đó là tất cả tôi muốn chia sẻ với các bạn về những khó khăn khi các bạn nói tiếng Anh với người Singapore, nguyên nhân tại sao và cách để chúng ta có thể phân biệt hai cái loại ngôn ngữ đó, và cách để chúng ta có thể
là thích nghi được cái ngôn ngữ tiếng Anh của người Singapore, Singlish. Tôi hy vọng rằng video này đã chia sẻ với các bạn một số thông tin thú vị về đất nước, con người Singapore. Và tôi là Tiến. Xin chào các bạn.